Theo lý thuyết thông tin và điều kiện học, mọi cỗ máy chỉ có thể hoạt động dưới sự điều khiển của một hệ điều hành. Do đó, nếu vũ trụ và sự sống là những cỗ máy, chúng phải là những cỗ máy thông tin, giống như computer, thay vì những cỗ máy động lực học thuần túy. Đó là một quan điểm triết học mới mà chúng ta cần phải thấu triệt nếu chúng ta muốn hiểu rõ hơn về vũ trụ và sự sống. Cỗ máy là gì? Cỗ máy là một tập hợp các thành phần được kết nối với nhau theo một trình tự nào đó để truyền hoặc biến đổi lực nhằm thực hiện một công việc hữu dụng nào đó. Chúng ta đang sống trong thế giới của các cỗ máy. Cỗ máy do con người chế tạo, xe hơi, máy bay, điện thoại, TV, computer. Cỗ máy tự nhiên, cây cối, virus, kiến, sâu bọ, ong, bướm, sư tử, voi, cá voi, vân vân. Cỗ máy đặc biệt nhất là con người. Cỗ máy sinh động nhất là sự sống. Và cỗ máy vĩ đại nhất là vũ trụ. Dưới ánh sáng của khoa học thông tin và điều khiển học, ta thấy định nghĩa của từ điển Collins không đầy đủ. Chẳng hạn, một chiếc computer, dù có đủ thành phần được sắp xếp theo đúng trình tự thiết kế, nhưng sẽ không thể hoạt động được nếu không có hệ điều hành. Một chiếc computer không có hệ điều hành thì sẽ là một cỗ máy chết. Một sinh vật không có hệ điều hành, hệ mã DNA cũng là một sinh vật chết. Vậy, tất cả các cỗ máy đều phải có một hệ điều hành, dù là cỗ máy do con người hay tự nhiên chế tạo. Đó là nguyên lý cơ bản của lý thuyết thông tin về điều khiển học. Thậm chí, hệ điều hành phải có trước, thông tin phải có trước. Đúng như tên cuốn sách của tiến sĩ Wendy Gis, khởi đầu đã có thông tin. Ngay từ chương 1, Wendy Gis đã khảo sát 5 cỗ máy, gồm 4 cỗ máy tự nhiên và 1 cỗ máy do con người chế tạo, rồi đi đến kết luận và khẳng định. Tất cả các cỗ máy đều phải có một hệ điều hành được cài đặt vào bên trong cỗ máy ấy để chỉ huy hoạt động của nó. Tất cả các cỗ máy lập tức ngừng hoạt động, tức là chết, nếu hệ thông tin điều hành bị xóa hoặc bị mất. Kết luận đó lập tức cho thấy mọi mô hình về sự sống thuần túy dựa trên vật lý và hóa học mà không có thông tin hướng dẫn đều là mô hình chết. Nói cách khác, mô hình sự sống thuần túy động lực học không thể giải thích được bản chất của sự sống. Việc cố gắng giải thích sự sống thuần túy bằng các lực vật lý và hóa học mà không có thông tin sẽ sai lầm và thất bại. Qua đó có thể thấy, thông tin đóng vai trò chìa khóa để giải thích thế giới. Với hiểu biết của chúng ta hiện nay, kết luận nói trên là điều hiển nhiên, dễ hiểu và dễ chấp nhận. Nhưng chớ chiều thay, lịch sử hơn 150 năm qua lại cho thấy điều ngược lại. Hóa ra, nó không hề dễ dàng được chấp nhận như ta tưởng. Hãy cùng nhìn lại lịch sử để thấy rõ điều chớ chiều này. Trong thời cổ đại, ở Hy Lạp từng thịnh hành một học thuyết được gọi là thuyết tự sinh, mà tác giả chẳng phải ai khác, nhà đại triết học Aristotle. Học thuyết này cho rằng sự sống đã nảy sinh một cách tự phát từ vật chất không sống. Thí dụ như chuột nảy sinh từ rơm rạ, rồi bọ sinh ra từ rác rưởi. Nhiều người có thể bật cười khi nghe chuyện đó, nhưng những ai biết rõ lịch sử của thuyết tự sinh thì sẽ không cười. Vì mặc dù thuyết này đã bị Louis Pasteur đập tan, ấy thế mà nó vẫn tiếp tục tồn tại dưới những hình thức biến tướng. Thật vậy, năm 1861, Louis Pasteur làm thí nghiệm bình cổ công thiên Nga, bác bỏ thuyết tự sinh và nêu lên định luật tạo sinh, khẳng định sự sống chỉ ra đời từ sự sống. Có nghĩa là tồn tại một điều kiện bí mật nào đó nằm trong sự sống mà những thứ vô sinh không có. Thiếu điều kiện đó, sự sống không thể hình thành. Ngày nay, chúng ta biết điều kiện đó là thông tin, cụ thể là mã DNA. Nhưng, năm 1871, Charles Darwin lại nêu lên giả thuyết về cái ao nhỏ ấm áp, cho rằng sự sống đã ra đời một cách ngẫu nhiên từ vật chất vô sinh cách đây hàng tỷ năm trong một cái ao nhỏ ấm áp,
nơi có sẵn những chất hữu cơ cần thiết cho sự sống và điều kiện môi trường thuận lợi cho sự sống nảy sinh. Chú ý rằng đây là một giả thuyết chứ không phải một lý thuyết hoặc một định luật đã được chứng minh. Thực chất giả thuyết này của Darwin là một biến tướng của thuyết tự sinh vốn đã bị Pasteur bác bỏ. Trong những năm 1920, Operon ở Nga và Helden ở Anh đề xuất giả thuyết nồi súp nguyên thủy hoặc nồi súp tiền sinh thái. Nội dung cơ bản cũng giống như cái ao nhỏ ấm áp của Darwin, chỉ bổ sung thêm những chi tiết về các phản ứng hóa học, phân chia các giai đoạn hình thành phân tử từ đơn giản đến phức tạp, và tưởng tượng ra sự hình thành phân tử sống đầu tiên nghe có vẻ rất khoa học, nhưng thực chất vẫn chỉ là một biến tướng của thuyết tự sinh mà thôi. Năm 1953, Urey và Miller đã thí nghiệm nhằm chứng minh giả thuyết của Operon và Helden là hiện thực. Họ đã chế tạo ra axit amin, một loại phân tử được quảng cáo dùng beng là thành phần cơ bản của sự sống. Nhưng ngày nay, mọi người biết rõ rằng lời quảng cáo đó là sai sự thật. Thực tế, thí nghiệm của Urey và Miller chỉ chế tạo ra axit amin đối xứng, không phải axit amin bất đối xứng của sự sống. Vô tình, Urey và Miller đã có công chứng minh rằng tưởng tượng của Darwin và Operon Helden là một giấc mơ hão huyền. Tại sao? Có hai lý do cơ bản. Thứ nhất, phản ứng hóa học không thể ngẫu nhiên tạo ra các phân tử bất đối xứng. Các tương tác hóa học ngẫu nhiên luôn luôn tạo ra phân tử đối xứng gương với tỷ lệ 50-50. Nói cách khác, các phản ứng hóa học ngẫu nhiên luôn luôn vi phạm định luật bất đối xứng của sự sống do Louis Pasteur khám phá ra từ năm 1848. Cả Darwin lẫn các môn đệ của ông rõ ràng là không thấm nhuần định luật này. Vì thế, họ mới dám nghĩ rằng sự sống có thể ra đời ngẫu nhiên từ vật chất vô sinh. Thứ hai, vật chất không đẻ ra thông tin. Các phản ứng hóa học thuần túy không bao giờ tạo ra mã DNA. Thông tin thiết yếu phải có để chỉ huy và hướng dẫn sự hình thành sự sống. Từ đó đến nay, hàng loạt thí nghiệm tương tự như thí nghiệm của Urey và Miller đã được tiến hành dưới một tên gọi rất kêu là lý thuyết tiến hóa hóa học. Tiêu rất nhiều tiền của, nhưng vẫn hoàn toàn thất bại, không tài nào chế tạo được sự sống từ vật chất vô sinh. Thực tế, những thí nghiệm này chỉ chế tạo ra những chất độc hại đối với sự sống. Như vậy, kết luận lớn rút ra từ những thất bại này là: thứ nhất, tương tác thuần túy vật lý và hóa học không bao giờ tạo ra thông tin của sự sống, tức mã DNA. Thứ hai, chìa khóa quyết định sự hình thành sự sống là mã DNA. Không có mã DNA sẽ không có sự sống. Kết luận đó đẩy sinh học thuần túy động lực học, thuần túy vật lý và hóa học đến giới hạn và buộc sinh học phải có một cách nhìn hoàn toàn mới về bản chất của sự sống. Nói cách khác, sinh học hiện nay đang dừng lại ở ngã ba đường. Hoặc thừa nhận mã DNA là do nhà lập trình sự sống viết ra, hoặc phải đối mặt với nan đề mã DNA từ đâu mà ra. Các nhà sinh học theo mô hình làm Mark Darwin không muốn thừa nhận sự hiện hữu của nhà lập trình sự sống, nên buộc họ phải đối mặt với nan đề về nguồn gốc thông tin của sự sống. Vâng, giải thưởng 10 triệu USD do nhóm Perry Mason lập ra vẫn đang sẵn sàng trao cho bất kỳ ai trả lời được câu hỏi về nguồn gốc thông tin của sự sống. Nhưng, dưới con mắt của các nhà khoa học về thông tin, đây là một nan đề vô vọng của sinh học thuần túy, vật lý và hóa học. Bởi vì mọi quá trình sống đều đòi hỏi phải có thông tin, nên có thể khẳng định rằng thông tin là đặc trưng thiết yếu của mọi sự sống. Mọi nỗ lực giải thích sự sống bằng những thuật ngữ thuần túy, vật lý và hóa học sẽ luôn luôn thất bại. Đây là nan đề cơ bản mà sinh học ngày nay nên sinh học dựa trên thuyết tiến hóa phải đối mặt. Nan đề ấy giống như một vách đá thẳng đứng ở bờ biển. Ấy thế mà Manfield Dagan, giáo sư tại Đại học Göttingen, từng đoạt giải Nobel hóa học năm 1967,
vẫn hy vọng vượt qua vách đá ấy bằng một phỏng đoán mỏng manh. Ông nói, thông tin nảy sinh từ cái không phải là thông tin. Vâng, ý ông muốn nói là thông tin có thể nảy sinh từ vật chất, nhưng ông không dám nói thẳng như thế. Phát biểu này cho thấy một nhà khoa học đạt giải Nobel vẫn có thể không hiểu gì về bản chất của thông tin. Vậy thông tin là gì? Thông tin là thông tin, không phải vật chất hay năng lượng. Không có học thuyết vật chất nào không thừa nhận điều này mà có thể sống sót trong thời đại ngày nay. Đó là tuyên bố của Nobel Winner, cha đẻ của điều khiển học. Wernicke cũng nói rất rõ, thông tin là một thực thể phi vật chất. Vật chất không thể làm nảy sinh thông tin. Mọi thông tin đều bắt nguồn từ một trí tuệ thông minh. Thông tin là điều kiện tiên quyết của sự sống. Có nghĩa là chúng ta không thể giải thích bản chất sự sống hoặc nguồn gốc sự sống chỉ thuần túy bằng vật lý và hóa học, Wernicke đã khẳng định. Bất kỳ mô hình nào về nguồn gốc sự sống và về nguồn gốc của thông tin chỉ dựa trên quá trình vật lý và hóa học đều là sai lầm từ gốc rễ. Muốn giải thích bản chất sự sống hoặc nguồn gốc sự sống, bắt buộc phải giải thích được nguồn mã DNA. Nhưng điều này vượt quá khả năng của khoa học động lực học, và đó là điều Lockerbie đã dự đoán ngay từ cuối thế kỷ 19. Tôi tin rằng một lần nữa, các nhà sinh học hiện đại đang đi tới một sự chấp nhận chắc chắn về một cái gì đó vượt quá ngay cả lực hấp dẫn, lực hóa học và các lực vật lý, và rằng cái không biết ấy là một nguyên lý về sự sống. Cách vượt quá lực hấp dẫn, lực hóa học và các lực vật lý và là nguyên lý của sự sống ấy chính là thông tin của sự sống, mã DNA, Kevin có trực giác thiên tài. Vậy, đã đến lúc phải nhận ra rằng mô hình sự sống của Lamarck và Darwin không thể hoạt động được nữa, bởi vì chìa khóa mở cánh cửa bí mật sự sống không nằm ở phản ứng hóa học mà nằm ở thông tin. Sự sống là một hệ thống phần mềm của DNA. Đó là tuyên bố của Greg Venter, một trong những nhà tiên phong trong dự án giải mã bộ gen người năm 2000. Vậy phần mềm ấy do ai viết? Francis Collins, giám đốc dự án giải mã bộ gen người đã trả lời, đó là ngôn ngữ do Chúa viết. Nhưng các nhà sinh học theo chủ nghĩa tự nhiên không chịu. Họ cố gắng húc vào bức tường đá nguồn mã DNA, đó là một bi hài kịch đã được mô tả sống động trong một bài báo trên The Guardian của Anh ngày 26 tháng 1 năm 2019 dưới hàng tít bên trong cuộc đấu tranh nhằm định nghĩa sự sống. The Guardian nói về bế tắc của sinh học hiện nay. Bài báo mở đầu bằng lời khẳng định rằng khoa học đã đạt được nhiều thành tựu vĩ đại nhưng vẫn bế tắc trong việc xác định bản chất của sự sống. Tất cả các tế bào não của sự sống trên trái đất vẫn không thể giải thích được bản chất của sự sống trên trái đất. Loài thông minh nhất của nó đã khám phá được những đơn vị cơ bản của vật chất, giải mã được vô số bộ gen và quan sát được những rung động của không thời gian khi các lỗ đen va vào nhau. Nó hiểu khá rõ sinh vật hoạt động ra sao, nhưng không biết chúng hình thành như thế nào, thậm chí không có sự thống nhất về quan điểm sự sống là gì. Có nghĩa là đến hôm nay, khoa học vẫn không biết sự sống từ đâu mà ra. Thậm chí bài báo đó làm cho nhiều nhà sinh học cảm thấy chua chát khi nhận định. Câu hỏi hóc búa về sự sống là bài toán cơ bản và quan trọng đến nỗi. Việc giải quyết được bài toán ấy sẽ được xếp hạng trong số những thành tựu quan trọng nhất về nhận thức của con người. Nhưng bất chấp mọi nỗ lực của các nhà khoa học, mà đã có đầy ắp những nỗ lực như thế, những câu hỏi lớn vẫn còn đó. Nếu sinh học được định nghĩa như một khoa học nghiên cứu sự sống, thì nó là một khoa học thất bại. Thế nhưng, các nhà sinh học theo chủ nghĩa tự nhiên không chịu thất bại. Họ hy vọng vào sự cứu rỗi từ vật lý. Thật vậy, bài báo viết. Nhưng điều làm sáng tỏ có thể đến từ một hướng khác, thay vì sinh học. Một số nhà khoa học hiện đang tìm kiếm câu trả lời từ vật lý học, đặc biệt là vật lý về thông tin. Bí mật của sự sống
và có lẽ cả lý do cho sự tồn tại của chúng ta bị chôn vùi trong các định luật về hình thành thông tin. Một trong số những nhà khoa học tin rằng vật lý về thông tin có thể trở thành cứu cánh của sinh học là Paul Davis, một nhà vật lý nổi tiếng, từng là giáo sư vật lý tại Đại học Cambridge ở Anh và hiện là giáo sư tại Đại học bang Arizona ở Mỹ. Quan điểm của Davis thể hiện tình trạng nước đôi luẩn quẩn của nhiều nhà khoa học hiện nay. Một mặt thừa nhận sự sống là một cỗ máy thông tin, vì không thể chối cãi với những sự thật đã được khám phá. Mặt khác, vẫn luôn muốn tìm nguồn gốc thông tin từ vật lý, tức là muốn quay về mô hình sự sống thuần túy vật lý và hóa học. Thật vậy, trước hết Davis thừa nhận sự sống là một cỗ máy thông tin. Sự sống không chỉ là những phản ứng hóa học phức tạp, tế bào còn là một hệ thống lưu trữ, xử lý và sao chép thông tin. Thậm chí, Davis còn đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò quyết định của thông tin đối với sự sống, gián tiếp bác bỏ mô hình Lamarck và Darwin. Hiện nay chúng ta biết rằng, bí mật của sự sống không nằm trong các thành phần hóa học như thế, mà nằm trong cấu trúc logic về sự xếp đặt có tổ chức của các phần tử. Giống như một siêu computer, sự sống là một hệ thống xử lý thông tin. Chính phần mềm của tế bào sống mới là bí mật thực sự, chứ không phải là phần cứng. Thế rồi, ông đeo lên những câu hỏi thách đố sinh học. Nhưng phần mềm ấy từ đâu mà ra? Làm thế nào mà những nguyên tử ngu ngốc lại có thể tự phát viết ra những phần mềm của chúng? Không ai biết. Nhưng cuối cùng, thay vì thừa nhận phần mềm ấy xuất phát từ nhà lập trình cho sự sống như Francis Collins và nhiều người khác đã thừa nhận, Davis vẫn kỳ vọng vào việc khám phá ra nguồn gốc của thông tin từ các quá trình vật lý. Ông nói tiếp, chúng ta cần phải giải thích nguồn gốc của thông tin này và cái cách mà trong những cỗ máy xử lý thông tin xuất hiện. Vâng, đó là một ảo tưởng hão huyền trái với khẳng định của Wendergit. Bất kỳ mô hình nào về nguồn gốc sự sống và về nguồn gốc của thông tin dựa trên quá trình vật lý và hóa học đều là sai lầm từ gốc rễ. Tóm lại, chỉ có một lối thoát duy nhất cho sinh học là thừa nhận sự sống là một cỗ máy thông tin. Thông tin là yếu tố quyết định sự hình thành và duy trì sự sống, chứ không phải là các phản ứng hóa học. Bằng nguồn gốc thông tin ấy, ắt phải là một siêu trí tuệ thông minh. Kết luận trên cũng có thể suy rộng ra vũ trụ. Vâng, không cần phải đợi đến thời đại thông tin của chúng ta mới biết vũ trụ là một cỗ máy. Từ xa xưa, nhân loại đã biết điều này. Khoa học càng phát triển, càng cung cấp thêm nhiều dữ liệu để thấy vũ trụ là một cỗ máy khổng lồ do đấng sáng tạo chế tạo ra. Và cỗ máy ấy vận hành theo một trật tự được xác định bởi các định luật tự nhiên như định luật hấp dẫn, các định luật của cơ học Newton, các định luật về điện từ và ánh sáng, các định luật về tương đối tính, các định luật của cơ học lượng tử, các định luật về bảo toàn, bao gồm công thức E bằng MC bình phương, các định luật về lực hạt nhân, định luật entropy, các định luật Pasteur về sự sống, các định luật về Mendel về di chuyển. Theo nguyên lý của lý thuyết thông tin và điều khiển học, tất cả các cỗ máy đều phải có một hệ điều hành, và chúng chỉ có thể hoạt động được khi có hệ điều hành. Vậy, nếu vũ trụ là một cỗ máy và hoạt động theo các định luật tự nhiên, thì nó phải là một cỗ máy thông tin. Khi đó, tập hợp các định luật tự nhiên chính là thông tin điều hành vũ trụ, hoặc hệ điều hành của vũ trụ do nhà lập trình vũ trụ, tức đấng sáng tạo viết ra. Khi Wendergit đặt tên cho cuốn sách của ông là Khởi đầu đã có thông tin, ông ngụ ý rằng thông tin phải có trước, thông tin phải có ngay từ lúc khởi thủy của vũ trụ để chỉ huy và điều khiển cho sự hình thành và phát triển của vũ trụ theo một chương trình đã định sẵn, thay vì để cho vũ trụ phát triển một cách ngẫu nhiên. Thật vậy, nhiều nhà khoa học ngày nay không tin một vụ nổ ngẫu nhiên như vụ nổ Big Bang có thể tạo ra một vũ trụ có trật tự như hiện nay. Trật tự ắt phải là kết quả của một chương trình định sẵn do một trí tuệ thông minh đặt ra. Có nghĩa là
trí tuệ thông minh ấy phải có trước. Tất nhiên, các nhà khoa học theo chủ nghĩa tự nhiên không tán thành điều đó. Đối với chủ nghĩa này, không có một lực lượng siêu nhiên nào đứng bên ngoài hoặc bên trên vũ trụ để can thiệp vào hoạt động của vũ trụ. Vì mọi hiện tượng vũ trụ đều có thể giải thích được bằng các định luật tự nhiên. Thế nhưng, chính khoa học hiện đại đã dẫn chủ nghĩa tự nhiên tới bế tắc. Mã DNA dồn chủ nghĩa tự nhiên tới câu hỏi không thể trả lời. Ai viết ra mã DNA hoặc cái gì đã tạo ra thông tin của sự sống? Nguyên tử nguyên thủy, tức điểm khởi đầu của vũ trụ trong lý thuyết Big Bang, cũng dẫn chủ nghĩa tự nhiên tới câu hỏi không thể trả lời. Ai hoặc cái gì đã tạo ra nguyên tử nguyên thủy? Một cựu khoa học gia hàng đầu của NASA, đó là Robert Rachel, đã diễn tả điều này một cách khó hình như sau. Đối với nhà khoa học sống bằng niềm tin của mình vào sức mạnh của lý lẽ, câu chuyện kết thúc như một giấc mơ buồn. Anh ta đã leo lên ngọn núi của sự vô minh, sắp chinh phục được đỉnh cao nhất. Nhưng vượt qua tảng đá cuối cùng, anh ta lại được chào đón bởi một nhóm các nhà thần học đã ngồi ở đó từ nhiều thế kỷ qua. Ý của Giác Châu là chính khoa học tự nhiên đã dẫn đến kết luận cuối cùng rằng Chúa là cần thiết, và đó là điều các nhà thần học đã kết luận từ xa xưa. Dưới ánh sáng của định lý Gödel, chúng ta càng thấy chủ nghĩa tự nhiên là sai lầm. Điều này đã được Perry Mason nói rất rõ trong một bài giảng nổi tiếng của ông nhân đề. Định lý bất toàn của Gödel khám phá toán học số 1 trong thế kỷ 20. Nếu bạn có dịp thăm một trang mạng vô thần lớn nhất của thế giới có tên là Infidus, bạn sẽ thấy trên trang chủ lời tuyên bố sau đây. Chủ nghĩa duy tự nhiên là giả thuyết cho rằng thế giới tự nhiên là một hệ đóng, ngụ ý rằng không có cái gì không phải là thành phần của thế giới tự nhiên mà lại ảnh hưởng lên nó. Nếu bạn biết định lý Gödel, bạn sẽ thấy rằng mọi hệ logic phải phụ thuộc vào một cái gì đó ở bên ngoài hệ thống. Vậy theo định lý bất toàn của Gödel, tuyên bố của trang mạng Infidus không thể chính xác. Nếu vũ trụ là logic, nó phải có một nguyên nhân bên ngoài. Do đó, chủ nghĩa vô thần vi phạm các định luật lý lẽ và logic. Định lý bất toàn của Gödel chứng minh một cách dứt khoát rằng khoa học không bao giờ có thể lấp kín những lỗ hổng của chính nó. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác là nhìn ra bên ngoài khoa học để tìm câu trả lời. Tính bất toàn của vũ trụ không phải là chứng minh cho việc Chúa tồn tại, nhưng đó là chứng minh cho nhận định rằng để kiến tạo nên một mô hình vũ trụ hợp lý thì niềm tin vào Chúa không chỉ là logic 100%, mà đó là điều cần thiết. Một người thấm nhuần định lý Gödel sẽ thấy ý kiến của Perry Mason rất hợp lý và dễ hiểu. Nhưng các nhà khoa học theo chủ nghĩa tự nhiên thì không, vì thế giới của họ không có chỗ cho Chúa. Điển hình là Stephen Hawking. Hawking từng tin vào Chúa như nhà thiết kế của vũ trụ. Nhưng về cuối đời, ông ngả theo chủ nghĩa tự nhiên, tuyên bố Chúa là không cần thiết. Thật vậy, trong cuốn sách cuối cùng thiết kế lớn xuất bản năm 2010, ông tuyên bố: vì đã có một định luật như luật hấp dẫn, vũ trụ có thể và sẽ tự tạo ra nó từ hư không. Không cần phải cầu viện đến Chúa châm ngòi nổ cho vũ trụ và đưa vũ trụ vào vận hành. Vâng, nếu đã thừa nhận có một định luật như luật hấp dẫn trước khi có vũ trụ, thì có nghĩa là đã thừa nhận sự tồn tại của một thông tin, hoặc một chương trình, hoặc một phần mềm của vũ trụ. Vậy theo lý thuyết thông tin, ắt phải có một nhà lập trình của vũ trụ. Điều này trái với kết luận của chính Hawking rằng không cần cầu viện đến Chúa. Tại sao một người xuất sắc như Hawking lại mắc sai lầm logic rất đơn giản đó? Vì ông không thấm nhuần khái niệm thông tin. Ông không nghĩ rằng các định luật tự nhiên chính là những thông tin điều hành vũ trụ. Những ai đã đọc bài giảng của Hawking năm 2003, nhan đề Gödel và sự kết thúc của vật lý, sẽ thấy Hawking tự mâu thuẫn với chính bản thân mình. Thật vậy, trong bài giảng đó, ông nói:
Nhưng chúng ta không phải là những thiên thần nhìn từ vũ trụ từ bên ngoài. Thay vào đó, cả chúng ta lẫn các mô hình của chúng ta đều là một bộ phận của vũ trụ mà chúng ta đang mô tả nó. Như vậy, một lý thuyết vật lý là một hệ tự quy chiếu như trong định lý của Gödel. Do đó, người ta có thể cho rằng nó hoặc không nhất quán hoặc không đầy đủ. Cho đến nay, các lý thuyết hiện có vừa không nhất quán vừa không đầy đủ. Kết luận nói trên của Hawking là một kết luận sáng suốt, thể hiện một nhận thức thấm nhuần định lý Gödel rằng vũ trụ cần đến một chỗ dựa ở bên ngoài đó, đúng như lập luận của Perry Mason mà chúng ta vừa đề cập đến ở trên. Nhưng vì vật lý theo chủ nghĩa tự nhiên không thừa nhận bất kỳ một lực lượng siêu nhiên nào từ bên ngoài vũ trụ, vì thế nó không bao giờ có thể hiểu đầy đủ về vũ trụ. Nói cách khác, vật lý không thể giải thích nguồn gốc của vũ trụ. Đây là hệ quả tất yếu rút ra từ định lý Gödel. Và điều này rõ ràng là hoàn toàn trái với tuyên bố rất tự phụ của Hawking về nguồn gốc vũ trụ, rằng vũ trụ có thể tự sinh ra nó từ hư không. Thực ra, trong số những nhà khoa học hàng đầu, những người suy nghĩ như Hawking đều là thiểu số. Hầu hết các nhà khoa học giỏi nhất đều tin vào sự cần thiết phải có nhà lập trình vũ trụ, tức là đấng sáng tạo, đúng như Perry Mason đã nói. Để kiến tạo nên một mô hình vũ trụ hợp lý thì niềm tin vào Chúa không chỉ logic 100%, mà đó là điều cần thiết. Tác giả: Giáo sư Phạm Việt Hưng. Nguồn bài viết: vietthungphạm.com. Người thực hiện: Kỳ Nguyễn.